cùng nhau và cũng đã trình báo với gia đình ra đây và xin phép được đến thân nhân. Thì sau bây giờ chúng ta cũng đã thống nhất và về phía nhà bé thì để đến đâu thì nhà bé được quyền chọn ai thì cũng sẽ cũng phải chọn nhà đứng tốt hôm nay. Và gia đình nhà trai chúng tôi cũng mong đến cái lễ vật và quả quả thứ nhất là quả cao cao, thứ hai là quả đường hoa, thứ ba là quả trái cây, thứ tư là quả bánh, thứ năm là quả năng giả, quả quả ngoài ra còn có hiện vật hiện kim trong việc trả giá. Chúng tôi mong đến cái vật này kính mong nhà bé và chấp nhận chúng tôi. Về phía nhà bé chúng tôi thì cũng mong rằng yeah.